chào mừng các bạn đến với kênh Cu Lì TV. Hôm nay Cu Lì chơi một cái game, đó là game là Ascendas, giống như điệp một cái điệp viên 007 gì đó các bạn. Trời, chạy lụm kim cương phá hủy sao quyệt của địch. Tiến lên, go 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 go, zoom nè. Này hướng dẫn cho Cu Lì, các bạn chơi game này chưa? Cũng khá hay đó, chạy lụm kim cương. Đang hướng dẫn sắp xong rồi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Go, 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 go. Bắn súng nữa, bùm 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 luôn. Phá hủy xà quyệt địch đó. Bắn súng bùm 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 bùm. Nhanh lên, nhanh lên, go go go. Lượm theo cái chữ Y, W E R E I W A I R E. Đọc theo tiếng Anh là vậy đó các bạn. Nhảy lên, lượm kim cương. Kim cương nhiều quá trời quá đất luôn. Chữ Y đủ rồi, yeah, được thưởng cái gì đây không biết nữa. Nhân 2, nhân 2 điểm thưởng hả? Nhanh lên nào. Kim cương quá trời luôn. Cô này chạy ghê chưa? Điệp viên, một điệp viên phá hủy sự địch chạy lượm kim cương. Ôi ôi có giáo luôn, ôi hình quá nét kịp. Ôi ôi ghê quá à, chạy xuyên giáo luôn. Lượm áo tàng hình, rồi có áo tàng hình nữa. Kim cương đỏ luôn, wow, kim cương đỏ luôn nè. Ôi chạy bay lượm được kim cương đỏ nữa, ghê thiệt. Có kim cương đỏ, yeah. Ôi ôi, rồi xong. Né không kịp, bị không rồi, chơi lại thôi. Nhanh lên, nhanh lên. Go, go. Các bạn hãy đăng ký là thành viên của Cu Lì TV để là người nhận được những video đồ chơi và video game mới nhất nha. Nhảy lên. Điệp viên chạy lụm kim cương. Chạy vô rừng rồi vô sầu quyệt nữa. Bác có xuống dung giam như núi lửa nữa. Ghê lắm. Đang chạy ngoài bìa rừng, kiếm đường là lẫn trốn, giống như làm ẩn mình á để đột nhập vào sào huyệt của địch tiêu diệt. Áo tàng hình, yeah, có áo tàng hình rồi, ghê quá. Chạy nhanh lên nào, go. Có ngọn suối nữa, chưa thấy địch ở đâu có quái vật nữa, chắc tại mình chưa chạy được vô tới á nên mới vậy thôi. Ôi giáo tới, giáo là tới sầu huyệt của địch rồi, đây tới rồi, nhưng mà chưa thấy địch đâu hết, địch trốn đâu rồi. Tiến lên xung phong, nhảy lên nè. Kim cương quá trời quá đất luôn. Nhảy lên. Wow, tao cũng bắn súng rồi, bắn súng bùm 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 bùm, bắn hai bên luôn, bắn súng luôn. Oh, bắn bể hết những cái trụ đó của địch. Bây giờ tới nhung nham núi lửa rồi. Đó, thấy chưa các bạn, thấy chưa núi lửa nó trào ra kìa, ghê quá, nhung nham của núi lửa. Ôi mở đường hên quá, con đường đã mở ra cho mình, con đường thoát cho mình, chạy vô thành phố city luôn. Ôi rồi xem cái bị công rồi, rồi hên quá. Xem cái tiêu đời
Vậy là lụm kim cương đỏ. Ây da, nhảy sớm quá à, trúng cho 7 rồi, xong luôn. Chơi lại thôi, được có 19.201 điểm à. Nâng cấp luôn một cái. Không đủ tiền nâng cấp rồi, thôi đi tiếp. Go. Tiến lên, chạy trong khu rừng nữa rồi. Khu rừng là của ta. Ha ha ha. Được 42 kim cương. 51 kim cương rồi các bạn ơi. Ồ. Yahoo. Nhảy lên. Rồi xong. Chạy trong góc chi không biết, bẻ lái không kịp, quẹo ra không kịp, bị tông vô tường, tông vô đá, tông vô vách đá. Chơi lại. 3, 2, 1. Go go go. Chạy xuyên ngọn suối luôn, ngọn thác chứ. Ngọn thác. Nhảy lên nè. Oh yeah. 34 kim cương rồi. Có cái đầu người dân tộc, thổ dân nữa kìa. 6, 15, 66, 70 kim cương. 83 kim cương. Được 3.500 điểm. Chạy được 550 mét rồi. Kim cương quá trời luôn. 123 kim cương. 123 kim cương. Cái này cái gì đây? Không biết cái gì nữa. Bấm vô thử coi. Chắc phải bấm vô thử mới biết được cái gì ha các bạn đó. À, slow motion. Chạy chậm lại giúp mình, chạy chậm lại các bạn. Nó là slow motion. Gần được 1.000 mét rồi. 1.000 mét còn gọi là 1 cây số đó các bạn. 1 km, 1 cây số. Chạy ghê thiệt. Quay chạy được 1 cây số rồi. Ui, tới ngọn giáo nè. Ngọn giáo là như tới sầu huyệt của địch rồi. Không thấy ngọn giáo đâu hết ta. Vậy là không có ngọn giáo rồi. Vẫn vào được sầu huyệt của địch. Chắc mình chạy đường khác á. Ôi, nguy hiểm. Các bạn ơi, các bạn hãy đăng ký là thành viên của Cu Lì TV để là người nhận được những video đồ chơi và video game mới nhất nha. Ôi dạ, nhảy sớm quá à. Chúng ngay cái tia laser. Cái bẫy laser nè, tiêu đời luôn rồi. Được có 11.564 điểm thôi. Nâng cấp luôn. Tiếp tục vào game, chơi tiếp. Go, go, go. Tiếp tục chạy lượm kim cương, nâng cấp đồ lên. Mới chạy được xa. Chạy nhanh mà chạy xa nữa. Được thêm nhiều đồ hỗ trợ mới. Ôi da, một hình quá xinh tí tiêu rồi. Mỗi lần nghỉ sớm là cô liền lung lắm. Đó, chạy chạy gần như vậy nè. Đó, rất là an toàn. Nghỉ lên. Ôi, có cái áo gì kìa, lượm cái áo. À, tính lửa. Wow, bay nhanh luôn, đã chưa? Bay nhanh thì nhanh luôn. Nhảy lên. Được 1.000 mét rồi đó các bạn. Mới là chạy lẹ ghê thiệt. Tới sầu huyệt luôn. Một ngàn 270 mét. Lượm cáo tàng hình. Ẩn, ẩn nấu để đột nhập vào. Ôi ơi, nguy hiểm. Laser kìa. Nhảy lên. Ho ho, la la la. Tôi là siêu điệp viên. Tôi chạy đi kiếm, phá hủy tất cả những người xấu xa, bắt hết chúng đem về trị tội. Khúc bắn súng nè, tap to shot, shoot shoot shoot, bum 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 bum, hết rồi. Tới khu dung nham, có đá rơi nữa, nguy hiểm.
Các bạn ơi, các bạn hãy đăng ký là thành viên của Cu Lì TV và like share video này giúp Cu Lì với nha. Chạy vô khu phố, kim cương đỏ đã xuất hiện, tha hồ luôn. Kim cương đỏ rất nguy hiểm, trời sẽ đi tiêu rồi. Thôi là Cu Lì cha trượt ba ve kịp thời á, trượt xuống á. Và Cu Lì chơi xong một ngày nữa Cu Lì nghỉ nha. Cu Lì cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Cu Lì nhiều lắm luôn đó. Nghĩ là ôi nguy hiểm, không lụm kịp áo tàng hình rồi. Wow, kim cương đỏ quá trời luôn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới nha. Chào tạm biệt. Ây da, lũi bắt tường rồi, chúng bị chừng đào quá trời quá đất luôn. Má.